Chào anh em, cái thời buổi mà thắt lưng buộc bụng cũng như là suy thoái kinh tế như này, anh em ai cũng có những cái chính sách tiết kiệm riêng. Thế cho nên là những cái chiếc smartwatch giá rẻ sẽ được anh em chú ý và quan tâm nhiều hơn. Thì hôm nay mình sẽ mang đến cho anh em một cái lựa chọn mới trong cái tầm giá chỉ 500k thôi. Đó là con Z-Blade GTS 3 Pro. Đây là cái chiếc đồng hồ thông minh hiếm hoi nằm trong cái tầm giá này mà có kiểu dáng mặt vuông cũng như là có màn hình AMOLED rất là rộng 1,97 inch. Kèm theo đó là có loa mic để hỗ trợ nghe gọi đàm thoại của một cái thương hiệu khá có tiếng trong cái phân khúc bình dân nữa. Ok, và bây giờ mời anh em xem review của tôi. Tháng trước thì mình có đánh giá chi tiết về con GTR 3 Pro. Thì GTS 3 là cái phiên bản mặt vuông của nó nhưng mà có mức giá rẻ hơn một chút. Tuy rẻ hơn nhưng mà nó có phần cứng cũng như tính năng đầy đủ mọi thứ. Tầm giá như này thì chúng ta cũng đòi hỏi thêm được gì nữa đâu. Trong đó cái điểm sáng nhất của GTS 3 Pro là có màn hình AMOLED rất rộng và sắc nét, đặc biệt là cái viền đen mỏng và cân đối. Anh em có con màn lên tới 1,97 inch, trong khi cái tầm này thường thấy là 1,78 inch mà thôi. Bên cạnh đó có độ sáng đạt đến tối đa 1.000 nit, thực tế cho thấy mình có thể nhìn và đọc các cái nội dung trên màn hình dễ dàng ở mọi điều kiện. Hơn thế nữa, nó có hai mặt trời LED giúp anh em xem giờ mọi lúc mình cần. Nghiêng cổ tay xem giờ thỉnh thoảng bị chậm mất một giây nhưng mà ổn định. Và nó cũng có cái nhược điểm của dòng giá rẻ là không có cử chỉ chạm úp để bật tắt màn. Dòng mặt vuông thì nó sẽ có hai kiểu chính, một là vuông điển hình như này, đơn giản vậy thôi. Hai là cái kiểu gai góc nổi một u lên như là Apple Watch Ultra. Với lại thì dòng mặt vuông thì nó sẽ thời trang, cá tính và hiện đại hơn so với dáng mặt tròn. Con GTR 3 Pro nó có viền thép, thì GTS 3 Pro nó có viền và khung là nhựa toàn bộ. Mình thì có hai màu thôi, đen và hồng phấn, màu trắng hết hàng rồi. Cái màu hồng phấn này cực kỳ đẹp luôn. Nó mà nhỏ tí nữa thì ngon, các bạn nữ sẽ cực kỳ mê cái màu này luôn. Viền này thì nó hơi bóng, có cái cảm giác như là lắp ốp anh em ạ, nhưng mà nó rất là hài hòa, liên lạc với cái tổng thể của thân máy. Nút cứng này có thể xoay được, nhưng mà nó không có cái tác dụng như là nút điều hướng, bấm rất là nhẹ và đã tay. Này, anh em nghe thấy cái tiếng kêu rất sướng. Có cái đường rãnh hơi giống với Apple Watch. Quay dây thì nó cũng được bo tròn làm nhỏ nên là nhìn nó sẽ gọn và tránh được cái vấn đề bị gãy. Con này mình đo đạc thấy cũng khá to đó, anh em xem cái bảng kích cơ phía dưới này này. Dây đeo theo đồng hồ là dạng silicone mềm, nhưng mà cảm giác mình thấy là hơi rít. Nhưng mà đeo thời gian thì cảm giác này nó sẽ vơi bớt dần đi. Con này đeo lên tay nhìn rất là ổn, trọng lượng cũng nhẹ nữa, nên là vận động hay là đeo lâu không gây khó chịu nha. Tương tự như GTR 3 Pro, nó sử dụng app Fit Cloud Pro để kết nối, nó sẽ có 4 ưu điểm chính. Ưu điểm thứ nhất là cho phép đồng bộ sang Google Fit, tuy nhiên thì chưa có Strava. Ưu điểm thứ hai đó là thông báo nó có thêm tính năng là chỉ hiển thị tin nhắn khi mà điện thoại đang tắt. Tức là khi mà anh em đang sử dụng điện thoại có thông báo tới này thì nó sẽ không nhảy thông báo trên đồng hồ, tránh anh em phân tâm khi mà đang sử dụng điện thoại. Ưu điểm thứ ba đó là thư viện mặt đồng hồ của nó có rất nhiều những cái mặt đẹp và thời trang. Tổng cộng nó có khoảng gần 200 mặt. Hơi mất thời gian nếu như mà cố mà lướt hết tất cả những cái mặt của nó. Nhưng mà mình chỉ cho anh em xem qua thôi. Còn nếu mà anh em muốn cái mặt mà tùy chỉnh theo ảnh cá nhân thì anh em chọn cái mặt đầu tiên này nha. Anh em có thể đổi các cái phong cách, thời gian, vị trí khác nhau. Ưu điểm cuối cùng đó là nó có khả năng kết nối ổn định giữa cả các cái thiết bị điện thoại iPhone và Android. Gần như là nó có cái độ ổn định tốt nhất trong các cái dòng đồng hồ giá rẻ. Em này có cái phần cứng là của GTR 3 Pro, cho nên nó sẽ có cái tốc độ sử dụng là như nhau. Phần mềm nó cũng giống nhau luôn, nó chỉ khác biệt ở một vài khu vực thôi. Như là ở trong trung tâm điều khiển này, thì bây giờ anh em thấy là cái giao diện nó dễ sử dụng hơn. Bên cạnh đó có nhiều chức năng hơn như là có khiển nhạc và có cái thanh để cho anh em chỉnh độ sáng. Nhưng mà chỉ là chạm để tăng giảm cái độ sáng thôi, chứ không thể lướt lên lướt xuống được nha. Bên trái này là hoạt động gần đây này, và bên phải là widget. Cả ba khu vực này thì mình thấy là có hiệu năng sử dụng mượt. Khu vực thông báo là mình thấy lag nhất này, nếu như mà anh em có tầm 10 thông báo để ở trong đây thì nó sẽ hơi lag. Nó sẽ nhận được tối đa là 15 thông báo ứng dụng. Còn phông chữ thì mình thấy là khá nhỏ, và nếu như có dấu ấy thì nó sẽ bị in đậm in nhạt, hiển thị nội dung tầm 3-4 dòng mà không nhận emoji. Bên cạnh đó, Zalo nằm trong cái mục thông báo ứng dụng chung, cho nên là nó sẽ không có icon riêng. Cái điểm cộng của nó là cường độ rung của nó khá mạnh. Thông báo cuộc gọi từ SIM thông thường thì ok rồi, còn cuộc gọi ứng dụng dĩ nhiên chỉ được trên iPhone thôi. Hiện tại mình test là Zalo là ok. Còn mặt đồng hồ nó sẽ có 3 mặt có sẵn và anh em cài thêm một mặt từ kho thư viện mặt thôi. Cả 3 mặt này đều rất là đẹp nha. Nhất là cái mặt này, cho anh em thấy được là màn hình của nó hiển thị rộng này, độ sắc nét cũng là màu sắc tốt. Và chỉ cài thêm một mặt từ kho thư viện thôi. Giao diện ứng dụng có 4 dạng này, thì đổi anh em cứ nhấp đúp vào thôi. Mấy kiểu này nó phù hợp với cái nút điều hướng.
anh em thấy là cái dạng danh sách này nó có cái phông chữ tên ứng dụng nó cũng nhỏ và bị in đậm in nhạt, tương tự như là phông chữ của thông báo. Mình nói qua các ứng dụng của nó thôi, nó có những cái chức năng của một con đồng hồ nghe gọi thông qua Bluetooth với điện thoại. Đây, anh em thấy có đầy đủ luôn. Quay số trực tiếp này, lịch sử cuộc gọi, đồng bộ danh bạ. Hay một điểm là nó có đồng bộ lên đến 500 số luôn. Có đồng bộ ra lệnh giọng nói luôn. Kể cho tôi một câu chuyện cười. Tôi biết chuyện này hay lắm. Tí hỏi Tèo, đố cậu tại sao mùa nắng gọi là mùa hè? Dễ ợt, mùa nóng nằm ngoài hè thì mát. Thế tại sao mùa rét gọi là mùa đông? Vì mùa rét nằm đông người thì ấm chứ sao? Nghe qua anh em thể thấy là âm lượng loa nó rất là to. Mình nghe gọi con này rất là đã luôn. Còn các cái chức năng liên quan đến theo dõi hoạt động này, cũng như là tập luyện thể thao hay là sức khỏe thì mình sẽ có một cái bài phân tích ở trong cái phần tiếp theo nha. Mình sẽ nói khái quát như vậy thôi. Còn các cái ứng dụng cơ bản như là thời tiết này, bấm giờ, đếm giờ nó đều có đầy đủ. Đặt báo thức này thì anh em chỉ có đặt ở trên app FitCloud Pro sau đó đồng bộ sang thôi, chứ nó không có đặt độc lập. Các cái ứng dụng như là máy tính này và có cả lịch luôn, nó có đầy đủ. Bên cạnh đó có khiển camera chụp ảnh này. Cái ứng dụng này nó chỉ sử dụng được trong app FitCloud Pro thôi, chứ còn app camera gốc thì không dùng được. Trong cài đặt này thì lướt qua một chút cho anh em xem nha. Liên quan đến màn hình này, thời gian chờ màn hình 5 giây cho đến tối đa là 30 giây. Đây là cái thời gian để mà lắc cổ tay lên nó sáng là bao lâu. Và đây là tùy chỉnh AOD này. Anh em có thể bật chế độ tiết kiệm pin và chỉnh rung và chuông này. Thì con này nó có 3 mức giống như là điện thoại luôn, chỉ rung này và rung và chuông, hoặc là chế độ im lặng. Con này là hệ điều hành RTOS, cho nên nó sẽ có các cái tùy chỉnh cũng như là ứng dụng khá là đơn giản. Nói riêng về nghe nhạc hay là khiển nhạc ở trên điện thoại thì nó không hiện ra tên bài hát này. Còn anh em muốn tắt nghe ở trên loa của đồng hồ thì sao? Anh em sẽ vào trong trung tâm điều khiển này, icon điện thoại. Đây, gạt tắt âm đa phương tiện đi. Là phát ở trên điện thoại được luôn. Anh em chú ý ở cái điểm này nhá, có thể nhiều anh em là không biết tắt âm đa phương tiện ở đâu đâu. Với một con đồng hồ 500k thì đo đạc như thế nào? Ở đếm bước, cảm biến của nó khá nhạy khi mà mình có những cái hoạt động ở trên tay, nên là thường đếm cao hơn so với thực tế. Trong đó một hôm mà mình chạy xe máy thong dong gần 20 cây, nó nhảy lên tới hơn 200 bước luôn. Tuy nhiên, nhịp tim có vẻ ổn hơn một chút, biên độ sai lệch trong khoảng 5 đơn vị, ít khi mà bị sai số quá nhiều. Trong đó thì tập luyện, nhịp tim trung bình thấp hơn so với con Ultra 2 khoảng 10 đơn vị, mà mặc dù không có GPS, nhưng thuật toán của nó tạm chấp nhận được, sai số quãng đường nó không quá lớn. Pay cũng khá gần với Ultra 2. Giấc ngủ các cái chỉ số quá mơ hồ và gần như là không có giá trị gì để tham khảo cả, không có RAM cũng như là độ chính xác không cao. Nói ngắn gọn về pin, trong hơn một tuần mình dùng nó thực tế thường ngày ấy, thì mình thấy là cơ bản nó tương đối ngang với con GTR 3 Pro, loanh quanh là khoảng hơn 2 ngày một chút cho một lần sạc. Có hôm thì được 3 ngày nếu như mà tần suất thông báo của mình ít hơn. Còn nếu mà anh em bật thêm tính năng Always On Display thì chỉ được khoảng 1 ngày tròn mà thôi. Nói chung là cũng ổn nhé. Chung quy lại, với một tờ tiền 500k xét trong mục đích giải trí, có thể quy đổi ra là một cái buổi nhậu của anh em này, một cái buổi đi chơi với gấu hoặc là một bữa uống cà phê Starbucks. Tuy nhiên, nếu như mà anh em đang quan tâm đến đồng hồ thông minh và chỉ muốn mua theo ngân sách này thôi thì hãy bớt ra một cái buổi đi chơi và tìm hiểu về con Zeiss GTS 3 Pro này. Không phải là mình quảng cáo đâu anh em nhé, mình cũng tự mua thôi. Thử hỏi là anh em cầm hơn 500k rồi đến sau Phonet, Hoàng Hà Mobile, Thế Giới Di Động có thể kiếm được cái con đồng hồ nào mà có màn hình AMOLED rộng này, sắc nét, độ sáng cao, có loa mic nghe gọi và các cái tính năng cơ bản như này được không? Mình cũng sử dụng nó chỉ trong khoảng hơn một tuần thôi, cho nên mình sẽ không có cái nhận xét chuẩn về độ bền của nó được, thì vẫn cần có thời gian mới để trả lời. Anh em cứ coi như là mua cái con này trong cái thời gian mà kinh tế đang khó khăn, anh em trải nghiệm thôi. Còn lúc nào mà anh em dư giả về tiền bạc, rồi sắm những cái con đồng hồ thông minh cao cấp mà anh em yêu thích này, có độ bền tốt hơn, xịn hơn. Vậy anh em thì sao? Anh em thấy con Zeiss GTS 3 Pro này thế nào? Cũng như là muốn mình đánh giá thêm về đồng hồ thông minh nào nữa, hãy để lại bình luận cho mình biết nhé. Nếu thấy video này hữu ích, hãy giúp mình để lại một like, đăng ký kênh cũng như là bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những cái video của mình trong tương lai. Cảm ơn em và hẹn gặp lại.